giống, duy trì sản xuất giống gốc nếp thơm Hưng Yên, cung ứng giống siêu nguyên chủng cho công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bước đầu trung tâm đã liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất giống lúa nguyên chủng, dự kiến trung tâm sẽ cung ứng 50 tấn giống để phục vụ sản xuất vụ mùa 2017. Bên cạnh đó, ở vụ mùa năm nay, trung tâm sẽ liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ hợp tác 30 ha sản xuất lúa giống nguyên chủng, dự kiến thu trên 100 tấn giống, phục vụ sản xuất vụ xuân 2018.